văn của Cục Quản lý Dược yêu cầu các sở y tế trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc, cùng với đó sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân, đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành, găm hàng, tăng giá và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện. Các doanh nghiệp, nhà thuốc kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng các nhu cầu thuốc của người bệnh, không được đầu cơ, tăng giá thuốc trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.